này khô lóc phi lê cả nhà ha. Mình có hai loại là ướp tiêu, một loại ướp ớt. Rồi món tiếp theo là cá chạch nha. Cá chạch này là cái loại trung đó chị, còn có loại lớn nữa. Trên cái hàng em có loại lớn nữa. Đúng rồi, cái châu này nhỏ thôi. Dạ. Rồi bây giờ tới món cá chốt nướng nha. Cô chú có quan tâm mấy món khô tết á, mình thì bán quanh năm ha. Nhưng mà quan tâm vào ngày tết thì cô chú liên lạc với Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới nha. À, và mình có thể vào website namvietshop.com để Hoàng Sơn có thể gửi hình ảnh cho cô chú mình xem. Bữa nay mình có rất là nhiều món nhưng mà về mình thử trước cái món nào ngon để ở nhà mình có thể tiếp khách ha. Ở trên cửa hàng tới mười mấy loại lần đó chị, nhưng mà em đem về mấy loại mới mới này nè cho chị tham khảo nè. Ờ để thử. À nào cá chốt, cá chạch. Sơn Hà nói chuyện với chim á. Cá chốt hả Sơn? Cá chốt. Dạ, cá chốt hả chị? Ồ, có nhiều nhỏ nhỏ mà người ta xẻ hay quá thật Sơn ha. Ừ, cực lắm ha. Ừ, xẻ khéo quá chừng luôn. Cá chốt nè, ừ. Bên kia cá chạch nè. Cái này là cái này tôm tích. Tôm tích thì ở trển còn không có nhiều. Em không có được bán ngày Tết rồi. Cái này cá lóc hả Sơn? Chờ lại để nhà mình ăn ha. Cá lóc phi lê. Còn cái này là cá chạch. Cá chạch. Còn cái lạp xưởng này mình mới làm nên mình đem ra thử. Cá vừa ăn không? À, còn cái này cá đuối một nắng. Cá đuối này... Cá đuối con nhỏ cá đuối chị. Nhỏ hả Sơn ha? Chờ lửa than hả chị? Ừ. Cho nó đỏ ra mình nướng xem. Bà nói cái món cá đuối là bà nướng ngoài Nha Trang hả mẹ? Mẹ không nhớ Nha Trang là nắng nhiều. Bà nói tối tối đi ăn cá đuối nhỏ này nè, nướng ớt. Nó vừa rẻ mà vừa ngon. À nó bịch nó là nửa ký đó. Bà nói cái tối tối cái đi. Cái này nếu mà nướng ăn chấm muối ớt cũng ngon lắm nè. Nè này tôi ướp muối ớt rồi Sơn. Mình nướng cái nào trước đây? Nướng lạp xưởng trước hả Sơn? Mấy cái nào dễ chín nướng trước. Dễ chín hả? Ngày mình nướng cái chốt ha. Tôm tích ha. Dạ. Tôm tích thì đợt trước bán cho cô chú mình rất là nhiều nhưng mà cận Tết thì mình sẽ không có tôm tích để bán rồi. Hết mùa rồi cô chú ha. À, nên là em còn có ít là chừa để tiếp khách, đãi khách. Còn đang ngưng bán hả? Còn có hơn chục ký hả bạn? Là còn bán không? Thì còn bán chục ký nữa mà không biết dưới quê nó mà gửi lên có ký nào bán ký đó chứ còn không có hứa nữa. Không có, dạ không có dám hứa với khách là đơn hàng nào á. Chiều có ai vô mua đó. Hôm trước thì Hoàng Sơn có giới thiệu rất là nhiều món ăn từ khô tôm tích cho cả nhà mình rồi ha. Mà bây giờ hết mùa rồi. Nào tôm tích gỏi, tôm tích chả giò, tôm tích nấu cháo, nấu canh chua, rồi khô quẹt. Tôm tích này làm nhiều món lắm. Dạ. Nấu canh chua. Mẹ thích món tôm tích kho. Khô thì chấm nó có me ha. Còn khô đuối thì mình có thể chấm muối ớt. Mình nói giấm đường. Mình nói nước mắm chứ một ít nước mắm cho nó có vị thôi ha. Chua dạ. Ngọt. Chứ mình sợ bỏ nước mắm nhiều nó mặn á. Dạ. Dạ, bữa nay chị làm về sớm không? Chị về cũng trễ xem. Dạ. Tại có khách vô đó Sơn rồi lỡ đây ở lại trễ. Năm nay cái Tết âm lịch với Tết ta gần nhau quá mẹ, cách có 1 tháng à. Còn mỗi khi là cách tới 2 tháng lận. Dạ, nay mà ăn Tết Tây xong là lây quay là tới Tết Ta rồi đó. Tết Ta. Dạ. Quên còn có mấy tuần nữa Tết rồi. Ừ. Chưa tới 2 tháng rồi mà. Hôm nay người ta bán đồ Tết đó Sơn. Bán quần. Ủa sớm vậy hả chị? Ừ, bán quần. Bữa nào gì ba về đi mua giải cho ca. Dạ. Ủa? Không biết nay người ta còn nhận nay là không? Chắc không ai nhận mai đồ Tết đâu. Cái chỗ mà người ta còn nhận ít rồi mẹ. Dạ. Đâu để hỏi. Nay cận Tết quá. Ai chờ gì ba về nè. Thì mai là ta lãnh cách Tết khoảng 2 tháng rồi. Dạ. Mà giờ là mình chưa tới 2 tháng đó. Không bây giờ rồi. Hỏi nó nhận thì đi mua. Tại nó chờ gì ba về. Dạ. Bữa gì ba nói giờ bữa gì ba về mà tới nay. Dạ. Mẹ định may đồ gì cho dì ba hả? Của dì ba thích may. Dạ. Đồ nói là thấy mẹ mặc áo ba đẹp quá đó dì ba. Mặc áo ba hả? Chắc dì ba đi may mua giải. Dì ba nói mẹ chọn bông dì ba ham. Rồi mẹ nói bữa nào về đi rồi bữa về rồi chị ở lại không? Mẹ nói thôi để chị về trễ này chị chơi xuống. Rồi sao mấy người lại chơi xuống? Cá lóc thôi Sơn. Dạ, có cá lóc phi lê. Dạ, ướp tiêu với tiêu á. À, ướp tiêu chị. Tiêu sọ, tiêu sọ đó mẹ. Em có hai loại, loại ướp tiêu với loại ướp ớt. Dạ, con nhìn thấy tiêu trắng.
này nướng rồi cái đem qua mấy ông nước trà. Cái này uống bia là ngon lắm à. Tết á. Ngày xưa thì Tết lại thích ăn thịt ha. Giờ Tết lại chuyển qua ăn khô không à? Ừ, ăn khô không ngán xin. Dạ. Ăn khô ít ngán. Mà khô thì uống bia ngon chị? À đúng rồi, khô uống bia nó hợp lắm. Mà về dễ chế biến nữa. Tết cái mình mua mình để về nè, khách tới cái mình lấy ra mình nướng chút xíu là có ăn à. Làm được chua, có kiệu. Ba mấy ký à? Này khô lóc phi lê cả nhà ha. Mình có hai loại là ướp tiêu, một loại ướp ớt. Cái này nó có nạc nè, dễ ăn lắm. Không cho nó đâu. Tại vì ngon mà. Hay qua mới hai ăn thịt gà mà không ăn thịt mà ăn xương. Gấp gấp xương cạp. Cạp xương hả? Cạp xương. Chọn thôi, lấy cái cẳng gà đó. Con đặt điểm cho cái lóc chín hả chị? Ừ, chín phẩy năm, tại vì năm 0.5% là do nó quá cay. Cay hả? Cay trừ lại hả? Tại vì nếu mà như mình nhỏ mình ăn á thì mình rửa trước khi nướng. Hồi nãy người lớn ăn cái quên rửa cho Sơn Hùng. Sơn Hùng trừ 0.5 điểm vì cay. Nếu mà người lớn ngon Sơn Hà. Nếu mà người lớn thì con phải tăng lên 0.5 điểm. Ôi sao ngon không? À, rồi, hai ẩm thực khác nghề là gọi là giám khảo chấm điểm. Xin không xin nghe. Rồi món tiếp theo là cá chạch nha. Cá chạch này là cái loại trung đó chị. Còn có loại lớn nữa. Trên cửa hàng em có loại lớn nữa. Ừ đúng rồi, cái trâu này chị thấy nó hơi nhỏ thôi. Dạ. Hai kìa. Ơi. Thì loại lớn nó giá nó cao hơn xíu, nhưng mà có nhiều cô chú lại thích cái loại nhỏ. Ai thích mua loại nào thì có. Dạ, thì có nhiều loại dễ lựa. Trái này cũng nhanh chín lắm em, nó nhỏ nhanh, đó. Dạ, nhanh chín. Rồi, dẹp cái thơ. Mới đây nó vàng rồi. Dạ, nó vàng. Cái đó nó có mỡ hết sao nhỉ? Dạ. Cái này chấm mắm me ngon á chị. Ừ, nó có mỡ lắm. Đổi tài hả? Nướng khô nhiều quá, đổi tài cho chị ca uống nước trà. Nghe có ngon không sao không? Cái hai này là con chấm điểm cho nó là chín là chín sao. Tại sao? Chính, cũng cay đó phải không? Cay chút. Hơi cay chút hả? Tại vì cái này mình không có rửa. Cay không được. Đó, nên khi mà cô chú mình mua về muốn làm cho mấy bạn nhỏ ăn thì phải rửa lại cái nghe. Cho nó ra mấy cái cay ớt, tiêu. Để ly à cơ. Để ly à. Ngon mà. Ngon hả? Không nguyên cái thùng. Rồi bây giờ tới món cá chốt nướng nha. Cá chốt này nó giống như cá chi vàng á, mình làm tròn vậy nè. Phơi khéo quá ha, ta làm nó tròn khéo quá ha. Cái này nhanh chín lắm á em, mỏng. Cái này mình nướng giòn á chị Sơn Ca, ăn luôn xương á. Hoặc là mình chiên giòn cũng vậy chị. Ừ, mình nướng vậy là cái xương nó mềm quá. Mình thấy mở nó ra nè. Xương nó nhuyễn vậy lắm. Nó nhỏ, cái xương nó mềm lắm. Dạ. Ngon quá ta. Chấm. Cái này mình ăn không cũng được cả nhà ha, hoặc là chấm với mắm me. Chấm mắm me mới ngon. Cái con cá nó cũng có mỡ. Dạ, mỡ thôi chị. Dạ. Ngon quá. Chấm chua chua. Cái chốt có mỡ nhiều. Béo dữ lắm. Hồi nãy thì ăn cá lóc, khen cá lóc. Chấm 9.5 điểm. Đó, tới tới cá chạch 9.9. Rồi chốt rồi tới cá chốt ăn chấm nhiều này. Chị đợt này có vô hàng quá đi bán Tết chưa? Chị lấy rồi dạ. Em cũng giật mình xíu nói còn chưa tới 2 tháng nữa tới Tết nói là mình có. Ai giờ năm nay Tết tới sớm. Hồi trước năm trước á là nó nhừng hay sao đó. Tết Tây xong rồi phải 2 tháng sau mới Tết ta. Giờ còn có tháng mấy nữa Tết rồi. Dạ chưa đầy 2 tháng. Nhanh quá trời luôn. Còn có mấy tuần nữa. Nên là từng 2 tuần nữa là mình bắt đầu vào vụ làm lập xưởng rồi. Rồi món tiếp theo là cá đuối. Cá đuối, món mà ba hay nhắc mà mình ít có dịp ăn cá đuối tươi ha. Nên là nay mình đặt bên Gò Công á, mấy chị làm cá đuối một nắng nó rất là tươi. Cái này thì mình có thể chấm muối ớt là hợp nhất ha. Cái con ớt, lúc ớt cay á, đi đi lại hai con coi. Giờ đi giờ nhảy hả? Chém nhầy. Cá mát hả? Bị hư rồi, Sơn Hà làm hư rồi.
rồi. Sơn Hà làm hư cái máy của ba rồi. Phải không? Phải Sơn Hà làm hư không? Bây giờ phải ai sửa? Sơn Hà làm hư cái máy hát của ba phải không? Làm hư rồi ai sửa? Ai sửa đây? Đòi mẹ làm gì? Trời ơi, tới đổi ca nữa. À, Sơn Hà này làm lộn xăng quá. Rồi giờ má hai phải vô thế ca nè. Con nhai luôn mà. Tại xương quá. Giòn rộm mà. Giòn à. Bà con không chịu nhai. Tại xương hồng sợ. Thôi không sao. Cái nào mình sợ mình không nên ăn. Nếu ít thì còn may nữa hay là mẹ nó chưa ăn tiếp. Dạ. Dạ đứng thử vô đây được rồi mẹ. Có bữa em mang về cái khô đuối nữa chị, cũng loại này nhưng mà là khô. Dạ. Nó khô, nó khô cứng luôn. Khô cứng luôn. Còn này là mọc nắng. Còn rất là tươi. Giống như cá vậy đó. Khô đó mình nướng cũng ngon. Dạ, khô đó mình nướng ngon chị, nó giòn rụm mà. Tại vì nó có hai loại là cái khô đuối lớn á là cái sớ thịt nó to. Mỗi lần nướng không á mình phải đập nó ra cho nó tơi ra. Còn cái loại đuối nhỏ này là mình nhai nó giòn rụm mà. Mẹ kêu chờ cá đuối mọc nắng lại mai nấu canh chua. À, tại vì bữa nay khô nhiều quá ăn không hết. Dạ. Vậy ngày mai mình làm món canh chua lá me cả nhà ha. Mai xíu bạn đi Sài Gòn rồi. Bây giờ mai anh với mẹ ăn canh chua. Gì vậy Sơn Hà? Kéo quần ngay lại. Quá rồi y như chú Hề vậy đó. Nay quỷ quá. Mấy cô khán giả nói là Sơn Hà chạy lưng tưng vậy mà kêu mập sao mập được. Đâu có em. Dạ. Chưa con, chưa có nướng, có đó. Cái đó mình ăn không hết con, nên là mình để lại. Ăn khô. Rồi, cô chú có quan tâm mấy món khô Tết á, mình thì bán quanh năm ha. Nhưng mà quan tâm vào ngày Tết thì cô chú liên lạc với Hoàng Sơn qua số điện thoại bên dưới nha. À, và mình có thể vào website namvietshop.com để Hoàng Sơn có thể gửi hình ảnh cho cô chú mình xem. Dành mẹ hả? Vô bếp mà có con nhỏ đeo thì sao mà ăn được. Thằng nở cái em bự nè. Em bé bự nè. Em bé bự bỏ Sơn Hà. Mày ấm không mẹ? Nóng không chị? Nóng sao? Rồi này chín rồi ha. Chị gấp ha. Vậy là còn đỡ nghe. Ngày xưa là vô bếp mà chụm rơm lửa nó cháy pha pha pha. Sợ thiệt ha. Ngày xưa là chị ăn ca chiên da nấu cơm bằng rơm. Rơm thì đang ngồi vậy nè. Lấy cái cây đùa đùa rơm vô vậy nè. Ngồi đó ngoài, còn một, nó tắt. Một năm vậy đó, cái tới mùa đập lúa rồi cái rơm về bỏ sau hè á mà chắc thành cây rơm. Con nhớ mẹ kêu đi ra rút rơm đặng để dành chậm để mưa là nó ướt làm sao. Cho vô bao. Trời ơi nó cứng á, ra rút có khi té bật ngửa rồi sao. Tại vì nít mà đâu có rút được trên cao. Rút ở dưới cái chân của cây rơm. Rồi cái cây rơm thì yeah. Nó chặt cứng à. Ở xứ mình cây rơm cao nhất là nhà ai mà? Ở nhà ngoài ông Tùng á. Nó trâu nhiều á. Dạ. Con thấy ở dưới ông Tám dưới đây cũng có cây rơm nè, rồi bên bác Út nữa. Tám hồi đó cây rơm không lợi, cây rơm nhà bên bác Út. Dạ. Mà con thấy là cái thang dài dữ lắm á mẹ, mới lên cao được. Chắc hai cây thang luôn. Kèo dạ. Nói hai cây thang luôn. Dạ, nói hai cây thang cao lắm. Vậy đó nhà ai cũng thủ cây rơm để chậm ha, trâu, trâu ăn. Không, rồi, là có... mỗi nhà thì có cây rơm để nấu, nhỏ nhỏ thôi. Ruộng mình thôi. Dạ. Còn người ta nè. Nhà có trâu á thì ta làm hai cây rơm cao luôn. Hồi đó nhớ bão á, gió thổi cây rơm mình nó bay mất tiêu. Dạ. Trời dông nó cuốn cuốn bay lên luôn. Dạ. Sập cây xô đũa. Sập nhà. Nhà như rằng rụng hả? Nhà lá rồi, đó nhà lá. Dạ. Nhà có đồ chơi mới nữa hả? Thôi lấy nữa đó hả? Sao lấy quà vậy? Vậy sao mẹ bán? Cười. À, để bán mà. À, cười. Mới hồi qua lấy cái trống. Này là ukulele nè hả? Cái đàn guitar nhỏ. Hả? Đâu? Đây coi. Giống chú Hề hát quá. Mấy cái này đàn không chịu nè. Đó, có phím đàn đó.
Tao muốn đờn bằng tay mà. Bữa anh còn định mua cho Sơn Hà cái cây đờn thiệt bằng gỗ, nó giống vậy. Nhưng mà nó mắc quá thì thôi không mua. 2-3 triệu lận. 2-3 triệu hả? Dạ, cái đờn thiệt mà. Thiệt mà đừng. Dạ, bằng gỗ. Nhỏ. Dạ. Ecolele. Anh em có nè, có cây đèn nhỏ nữa không? Có không? Có cây đèn nhỏ nữa. Rồi qua mượn anh ăn đi. Mượn chắc nó đập. Còn lạp xưởng thì mấy cây này á là nó nhỏ, mình để mình thử ha. Mỗi mẻ mình sẽ thử cây nó vừa ăn không. Lạp xưởng xong rồi tới bắp hả chị? À, cả nhà thấy để giảm cân mà ăn kiểu này ăn tối ngày luôn. Cầm quạt này nhớ hồi xưa nấu cơm quá chị ha. Hát gì gầy vậy? Hát gì mà la như là cháy nhà vậy chú ba? Đó rồi. Sơn Hà thì ôm đàn hát nè. À, anh hai Sơn Hồng thì quay làm kỷ niệm cho Sơn Hà. Trời ơi. Dạ chị. Thôi lại ngồi với lại à. Ngồi đây nè. Lại nội đi, nội đi đàn. Thế mà nội đi con. Đàn đi con. Đừng cúm, cái đàn đi cô chú nghe kìa. Ra đi. Cầm cầm đi. Để cho Sơn Hà đàn mình đứa con nghe. Đàn con. Đàn đi đàn hát đi. Ngầu quá. À, cô chú thấy một nắng mình nướng nè. Mỗi cái có cái ngon riêng nha. Cô thì nó sẽ giòn, còn một nắng thì nướng nó sẽ mềm ha. Rồi được rồi. Dạ con mới hát nè. Tí giờ của Sơn Hà rồi, diễn. Mày chịu ngủ rồi, giờ nó tỉnh. Mày mốt quá con lên sân khấu con hát nghe nha. Mốt lên sân khấu con vừa đàn vừa hát vậy nha. Cái bình này có 7 đạn à. Mình trà cổ. Này không phải cổ lắm đâu, mình trà cũ. Giống nhà mình xưa cũng hay xài bình này nè. Mà nó hay bị rớt cái nắp này nè. Rớt bớt. Nên ta còn cái đồng dây. Sơn Hà lên đây. Để đàn cho cô chú nghe. Có lên đủ đó. Nè. Bà đi ăn chưa thấy cái đợt muối qua đợt cho bà. Ừ. Đi nè. Đi ra đi. Ngon. Ngon. Ơi, con ăn không? Đây. Ơi. Rồi lại đây nè cho cô chú coi nè, ngon ngon nè. Sơn Hà ăn cho cô chú coi nha. Nè. Con nè. Ngon không? Ngon ngon ngon. Cá chập thì nó không có xương, chỉ có cái xương giữa thôi, nhưng cá kèo á. Mà cá kèo mùa này chắc là không có bán rồi cô chú ha. Tới giờ này luôn mà còn rất là mắc. Cá tươi á. Mà không có cá kèo để làm khô rồi. Cá kèo mắc quá trời mà. Chứ mọi năm giờ này là rẻ vậy lắm. Rồi, cả nhà hôm nay mình thưởng thức món khô này, uống cũng hết mấy bình trà rồi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi nha. À, đây là mấy món mới về giới thiệu chị Sơn Ca, cũng được mấy đơn hàng của chị đây. Rồi, năm nay thì Tết nó tới sớm hơn mọi năm. Tết Tây xong rồi tới Tết Ta. Nên là chắc một hai tuần nữa mình sẽ vào vụ để bắt đầu làm lạp xưởng Tết nha.
cô chú mình có đặt hàng khô cá cũng nên đặt sớm một chút, tại vì mình có thể bỏ ngăn mát hoặc ngăn đá tủ lạnh để bảo quản. Chứ còn như cận Tết thì khô cá nó sẽ bị lên giá nè, hoặc là có thể không có được nhiều khô cá như ngay giờ bây giờ mình lựa ha. Tại vì cận Tết đó, hàng hóa nó sẽ nhiều khi cái nhu cầu người ta quá lớn đó, giá nó sẽ lên. Rồi, cảm ơn cô chú đã theo dõi và yêu mến Nam Việt nha. Rồi, hẹn gặp lại bà con mình ở video sau nha.